đầu hành trình Như Chi Hề của cuộc chia ly mới từ cuộc trùng phùng của Như Chi Hề của cuộc chia ly số 31, những chiếc mũ rơm. Kính chào quý vị khán giả. Những hình ảnh mà chúng ta vừa xem là những hình ảnh của chẳng một tháng về trước, vào ngày 6 tháng 6. Anh Nguyễn Trung Phương mà trí nhớ thì bắt đầu từ những hình ảnh của một cái lán trại tập thể, trại của những trẻ mồ côi dưới bom Mỹ ở Hưng Yên. Anh Phương khi mà lấy vợ ấy thì còn chỉ dám rất là khẽ khàng nhắc tới việc mình chỉ là con nuôi và nói rằng mình không thể biết cha mình là ai, mẹ mình là ai, quê hương của mình ở đâu. Anh ấy thì đã có 3 đứa con. Anh ấy cũng đã lập tạo một cái bàn thờ vô danh tượng trưng về mặt thờ cha mẹ. Và đến ngày 6 tháng 6 thì anh mới biết được rõ ràng mình là ai. Bây giờ tôi xin nhường lời cho con người hạnh phúc này. Thật là kỳ diệu. Vào cái ngày 6 tháng 6 vào lúc 8 giờ 20 trước đó tôi không có chị em ruột, không có bà con ruột thịt, không có cha mẹ, là một người mồ côi. Thế mà chỉ trong vòng có 40 phút thôi ở tại cái trường quay này, tôi đã có tất cả. Nên ngày hôm nay tôi xin nói một lời rằng cảm ơn và tri ân tới chương trình Như Chi Hề có cuộc chia ly. Dạ, cảm ơn anh. Lần trước thì chúng tôi rất là xúc động khi mà đến nhà anh chị và thấy cái bàn thờ có chữ cha và chữ mẹ. Thế bây giờ thì sau cái ngày 6 tháng 6 đó thì đã có gì đổi khác chị ạ? Vậy thì ở nhà đã lập lại cái bàn thờ mới. Thì trước đây thì viết chữ cha, chữ mẹ. Nhưng bây giờ thì cũng chưa có hình. Thì bây giờ anh Phương anh tạm là lấy cái hai cái tấm huân chương kháng chiến của ông bà đó để thay thế vào đó. Hai tấm huân chương này là mới được cấp ở quê hương. Dạ vâng. Bây giờ anh đã biết được tên của cha, của mẹ rồi. Bây giờ thì mình đã biết được tên cha, tên mẹ. Cha là Nguyễn Văn Sâm, mẹ là Nguyễn Thị Tuyền. Tôi đang có một cái sự hy vọng là vào cái thời điểm là năm 66-67 đó thì bố mẹ tôi có làm lại cái chứng minh nhân dân. Thì tôi hy vọng là ở bên cục lưu trữ, bên tàng thư vẫn còn giữ được cái hình của cha, của mẹ tôi để tôi sẽ thay thế cái hai cái tấm huân chương kháng chiến mà đã được cấp lại cho bố mẹ tôi. Thực tế là nếu như mà bác Sâm và bác Thuyền mà đã làm chứng minh nhân dân thì chắc chắn là chúng tôi sẽ nhờ sang C27. Các anh ở bên C27 chắc chắn là có thể sẽ tìm ra được ảnh của hai bác. Khi đó thì anh sẽ nhìn được cha mẹ của mình. Tôi nghĩ rằng là cuộc sống không còn một điều gì mà gọi là kỳ diệu và hạnh phúc đến như thế. Tôi xin chia sẻ với anh là khi mà vào tháng 5 vừa rồi mà tôi được đến Vĩnh Linh quê anh ấy, thì thực sự là tôi cảm thấy rất là tự hào. Tức là đứng đúng ở mảnh đất Vĩnh Linh thì cảm thấy rõ ràng là mình rất là tự hào mình là người Việt Nam. Anh đã về lại quê rồi đúng không ạ? Tôi đã về lại quê. Ngay sau cái ngày 6 tháng 6 thì khi mà tôi tìm lại được chị em, dì, cậu, những bà con thì sau cái đêm đó thì tôi nhận được rất nhiều điện thoại, rất nhiều, và đặc biệt là của Ủy ban Nhân dân và huyện Vĩnh Linh. Và các anh ấy nói rằng cả huyện Vĩnh Linh đã tuôn tràn nước mắt. Và tại Hồ Xá đó thì đại diện Ủy ban Nhân dân huyện này, rồi huyện ủy đã tới chúc mừng gia đình chúng tôi. Và chị em chúng tôi rất tự hào là các dì, các cậu trong dòng họ tôi. Và tôi nghĩ rằng là mọi người ở lại Vĩnh Linh đều đáng được phong anh hùng. Và khi mà tới Hồ Xá đó, tôi nóng ruột quá, tôi mới mượn cái xe gắn máy, tôi phi thẳng về. Tại vì tôi về cái mà đây là cái những cái hình ảnh đó là cái vùng đất này, tôi nói thật với chị rằng tôi đã từng ăn, từng ngủ, đã từng đi qua. Thế nhưng mà giờ đây sao nó trở nên thân thương quá. Vì tôi đã được ôm cha, ôm mẹ, ôm anh vào trong lòng, cho dẫu chỉ là một nấm mộ mà thôi. Cái gì không đi. Khi mà tại thôn Rọt thì
các anh ở chính quyền xã Vĩnh Kim cũng tới chia vui với gia đình, và các anh ở chính quyền cũng coi như cái sự đoàn tụ này là việc lớn của trong xã. À, nơi đây dòng họ nội ngoại tôi đã sống bao đời. Giờ ngày xưa chúng tôi đi là những đứa trẻ thơ, bây giờ chúng tôi là mái đầu bạc hết rồi. À, nhưng mà anh đã dẫn các con về. Vâng, bây giờ tôi lại dẫn các con tôi về. Và cái vùng này đây, con tôi cũng về đó. Và cái ngay cái bãi biển này đây thì là nơi đây ngày xưa cách đây 43 năm tôi đã đi trên cái bãi cát. Tôi không được đi đâu, mà tôi được các dì các o gánh trên khoang gánh. Và chị tôi thì đang quay mặt về hướng Bắc, tức là ngày xưa cách đây 43 năm chị tôi cũng lẽo đẽo theo các dì các o đi bộ 100 km để ra Tân Kỳ, Nghệ An. Ngay ở cái bãi cát trắng này là 43 năm trước, cái cuộc hành trình K10 nó bắt đầu từ chính ở bãi biển đó đúng không ạ? Từ chính bãi biển đó. Thế mà đã 43 năm rồi. Và 43 năm rồi, và cuối cùng thì ba đứa trẻ mà đi sơ tán từ 43 năm trước bây giờ thì đã quay trở về rồi. Mà trong làng mình là vẫn còn một người nữa đúng không? Vẫn còn chị ạ. Tôi được biết rằng ngoài ba chị em tôi thì còn một người mà tôi phải kêu bằng dì. Đó là dì Nguyễn Thị Hiền. Mong mỏi lắm sự gặp lại. Lần trước thì trong khi mà đoàn tụ được anh Phượng, chị Lan và em Hoàng thì chúng tôi có nói rằng là còn một người nữa là chị Nguyễn Thị Hiền. Chị Nguyễn Thị Hiền là cũng đi ở diện là trẻ mồ côi vì bom Mỹ và cũng tới tiên lữ của Hưng Yên. Đây là tấm hình duy nhất hé lộ về hai cuộc đại trường chinh của người Vĩnh Linh. Chụp cảnh học sinh K8 đi sơ tán vào cuối năm 66 và trở về vào năm 73. Một trong 20 xã của Vĩnh Linh là xã Vĩnh Kim phải chuyển tới 4 đợt mới hết học sinh từ 6 đến 17 tuổi ra tuyến sau, trong cuộc hành trình gian truân không kể xiết. Đồng bào chiến sĩ ở Quảng Bình, Hà Tĩnh có người đã phải hy sinh để che chở cho con em Vĩnh Kim. Dân Vĩnh Kim khi đó có 2.300 sơ tán trong chiến dịch K8 và K10 1.500, còn 800 người khỏe mạnh ở lại chiến đấu. Trong số những người rời quê, có khoảng 120 trẻ mồ côi vì bom Mỹ được Trung ương nhận nuôi tại trại Nhi Đồng Nguyễn Bá Ngọc, Hưng Yên. Chị Nguyễn Thị Lan sinh năm 1967, cũng được đưa ra Bắc theo diện học sinh K8 trước. Bố là liệt sĩ, ở nhà còn lại mẹ và em Huệ, Hiền, Lương. Cuối năm đó, trong một trận bom, mẹ và em Lương bị sát hại. Hai em là chị Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1962, và Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1964, cùng ông bà nội ra Tân Kỳ, Nghệ An, theo diện K10. Khi đoàn Trung ương vào đón các em bé mồ côi ra Bắc chăm sóc, Hiền và Huệ được đưa đi trong số gần 120 trẻ em Vĩnh Linh. Là khi đó là đang ở Thanh Hóa. Năm 72 về là được tin bố mẹ mất, còn hai em đi ở trại mồ côi. Là khi đó là nói tim cũng chưa có điều kiện tim, đến năm 80 đã anh Hữu đây là về viết thư ra ngoài bộ thương binh xã hội hỏi là họ cho biết là vụ an toàn xã hội đấy. Vụ an toàn xã hội. Bộ nội vụ. Dạ. Là coi như là biết là Huệ là ở ông bị chú Văn Tận là đưa về nuôi nữa. Còn ông mới đem về là chụp cả gia đình đó. Dạ. Và đến năm nào thì chị mới tìm được em Huệ đây ạ? Năm 2003. Đến năm 2003 thì mới tìm được em Huệ đây. Năm 69 đó. Năm 69 thì là con Hiền đi trước. Con Hiền đi trước là có cái ông bác sĩ đến, hai vợ chồng đến. Anh Hữu cho biết đó là một thiếu úy quân y quân khu Tả Ngạn, người rất cao. Còn theo thông tin vào năm 1980 mà vụ an toàn xã hội gửi cho anh Hữu thì chị Hiền là con nuôi bà Hoàng Thị Minh, đổi tên thành Hoàng Thị Hoa và khi đó ở Lập Thạch, Vĩnh Phú. Tuy nhiên, đã 30 năm, chị Lan cũng không khẳng định nhớ chính xác. Thế là hôm nay em lại gặp chị ở đây. Lần trước thì về quê và nói chuyện với chị. Lần trước khi mà về quê thì em biết là chị đang đi tìm chị Nguyễn Thị Hiền. Thế còn hôm nay thì không phải là riêng chị đi chờ chị Hiền nữa đâu, mà chắc chắn là cả Vĩnh Kim này, cả Vĩnh Linh này và khán giả của Như Chi Thể Của Chi Ly, tất cả mọi người đều đang chờ chị Nguyễn Thị Hiền. Dạ. Chị có hy vọng gì không bây giờ? Cũng có hy vọng. Là vì là qua cái chương trình này là nói chung là
bao nhiêu cái cuộc chia ly là phải đoàn tụ một, nên là hôm nay tôi đến đây là cũng sẩy khi vào mới gặp em. Dạ, chị đi xa thế từ Vĩnh Linh về đây và năm 1985 thì chị gặp lại chị Huệ. 2003. À, 2003. Năm 2003 mới gặp lại chị Huệ. Thế cái khi mà nhìn thấy chị Huệ thì chị có nhận ra ngay không ạ? Nhận ra nói chung cũng phải, cũng có nhận ra, là vì nó cũng có giống, bà con nó bên người. Dạ. Thế em cho chị xem một cái ảnh. Thì nó cũng giống, cái ảnh, nó cũng giống. Cứ giống không? Giống. Đây là anh chị Hiền. À thế ạ. Anh mới chụp đấy ạ. Bây giờ nếu mà được hỏi một câu, chị hỏi câu gì nào? Chị muốn hỏi cái gì ạ? Chị muốn biết gì về chị Hiền bây giờ? Những câu thông thường mà chúng tôi hay hay được các gia đình có người thân thất lạc để hỏi chúng tôi thì bao giờ cũng hỏi rằng là nó có hạnh phúc không? Nó đã có chồng con chưa? Nó đang sống như thế nào? Sống ở đâu? Vâng, bây giờ chị xem nhé. Tất cả các câu hỏi đã được trả lời như bây giờ. Thưa quý vị, và ngồi cạnh ông Phú lúc này là chị Hoàng Thị Hoa cùng với chồng chị Anh Kính từ Vĩnh Phúc vừa vào đến thành phố Hồ Chí Minh. Và chị Hoa cũng chính là chị Nguyễn Thị Huyền, người cuối cùng còn thất lạc từ Vĩnh Kim, đúng không chị Hoa? Vâng ạ. Tôi thất lạc ở Vĩnh Kim, ở Vĩnh Linh của chị. Thưa chị, là tấm khế ước nhận con nuôi mà chị gửi cho chương trình khẳng định là chị Hoa chính là em của chị Lan và chị Huệ, người đã thất lạc 42 năm từ khi ra khỏi trại Nguyễn Bá Ngọc, đúng không ạ? Vâng, đúng ạ. Đúng. Hồi đó là tôi thất lạc, năm đấy là tôi có mỗi cũng không biết chị Lan ở đâu cả, thì chỉ có biết là mỗi chị Huệ với tôi là cùng một trại một cô thôi. Thì lúc đó là ông bố nuôi tôi đón tôi về, đến lúc đón tôi đến chỗ của ông bố nuôi tôi là lúc đấy là ông ăn dưỡng ở đấy. Thì đến lúc một tháng quay lại thì ông quay lại để tìm chị ạ. Thì người ta bảo là ông Chu Văn Tấn là đón chị rồi. Thế xong về tôi hỏi ông tôi bảo thế đúng chị Huệ ông Chu Văn Tấn đón không, thì ông bảo đúng. Thế thì là đúng. Và chị luôn muốn biết là quê thật của mình ở đâu, đúng không ạ? Vâng. Tôi thì lúc mà ông đón tôi về á, đấy là ông cũng nói với tôi là quê là ở Vĩnh Linh Quảng Trị. Thì tôi cũng biết là ở Vĩnh Linh Quảng Trị thôi. Nhưng mà lúc đấy vì hoàn cảnh gia đình là tôi cũng không có điều kiện mà đi vào quê để tìm lại người thân ở trong đấy. Thưa chị, bố mẹ đã mất từ trong chiến tranh. Chắc là phải nhờ anh Phúc dẫn chị Hiền về đây đi ạ. Mời chị hãy nghe chúng tôi nhé. Chúng tôi không thể chờ lâu hơn được ở trong này đâu ạ. Có ba chị em. Không biết là mọi người có thể tưởng tượng được không, chị Hiền bây giờ chị còn nhớ lại một hình ảnh ở quê hương thôi. Đó là trận khi mà chị Hiền và chị Huệ đã chạy đi chơi, thì còn có chị lúc ấy thì đi K8 rồi. Chị vâng, và chị Hiền chị Huệ thì chạy đi chơi và ở nhà thì bom đã trúng gia đình và bố mẹ và đứa em trai bị mất. Khi mà chị Hiền về thì có nhìn thấy cái cảnh đó và sau đó hai chị được đi K8. Và đây mất trong bom, vẫn còn có ba chị em gái và cho đến ngày hôm nay thì cả ba chị đều gặp nhau. Và rất tiếc là chị Huệ thì vì là con trai, ngày mai sẽ đi thi đại học cho nên là chị Huệ thì không vào đây được. Nhưng mà chúc mừng chị Lan đã tìm được em là chị Hiền và chị Huệ. Chào chị Huệ đang ở Hà Nội và xem chương trình trực tiếp này. Thì đây hai người chị em của chị đây ạ. Xin chúc mừng gia đình. Thưa quý vị khán giả,
Trong cái chuyến công tác về Vĩnh Linh vào tháng 5 vừa rồi thì lúc đầu tiên chúng tôi chỉ có hy vọng là tìm được gốc tích họ hàng cho anh Nguyễn Trung Phương. Và sau đó thì tìm thấy anh chính là anh Nguyễn Văn Phượng. Rồi ở quê anh thì chúng tôi tìm hiểu thêm về những cái mật hiệu như là K8, K10 mà chỉ được nhắc đến rất là sơ sài ở trong một bài báo thôi. Rồi sau đó thì chúng tôi được biết về những người còn chưa về. Và may mắn là đã tìm ra chị Lan và em Hoàng cho anh Phượng. Còn đến ngày hôm nay thì các anh khán giả đã thấy đấy, chúng tôi đã tìm được chị Nguyễn Thị Hiền ạ, cho chị Nguyễn Thị Lan. Như vậy tức là mảnh vỡ cuối cùng ra đi từ xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh vào 43 năm trước, nay đã trở về để Vĩnh Kim được trọn vẹn. Nhưng mà vẫn chưa hết bất ngờ đâu ạ, tối nay vẫn chưa hết bất ngờ. Anh Tạ Giáp Dũng, năm nay anh Tạ Giáp Dũng 45 tuổi đúng không ạ? 49 tuổi. Anh ấy có thể là ai được ạ? Nhưng mà trước hết là phải có bất ngờ dành cho anh đã. Chúng tôi sẽ kể cho anh một câu chuyện anh đã trải qua nhưng mà anh không thể nhớ được đâu ạ. Anh theo dõi đi ạ. Theo Hiệp định Geneva, ôm hai bên bờ sông Hiền Lương, từ biên giới Lào tới cửa Tùng, dài 40 cây số, rộng 1,6 km về mỗi phía, được gọi là khu phi quân sự. Bên bờ Nam, vành đai dọc bờ sông Hiền Lương được chính quyền Sài Gòn gọi là quận Trung Lương. Trong đó, một vùng dân cư rộng lớn đã thuộc quyền quản lý của du kích từ năm 65. Hai câu chuyện chia ly cho đến ngày hôm nay xảy ra tại đây liên quan đến trận càn mang tên là Hickory của Mỹ phối hợp với trận Lam Sơn của quân đội Sài Gòn. Đây là trận càn lớn nhất trong chiến tranh Việt Nam tại Quảng Trị. Bị đánh tan tác tại Cồn Tiên. Địch tổ chức trận càn ngày 18 tháng 5 năm 67 để trả thù và chiếm lại đất. Trận càn bao gồm 21 tiểu đoàn bộ binh của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, 20 tàu chiến, 300 xe tăng và bọc thép, 30 máy bay và có pháo hạm đội 7 yểm trợ. Bà con huyện Gio Linh, xã Trung Sơn được du kích thông báo trong đêm ngày 18 tháng 5 tập trung tại bến đò làng Giàng Phao để vượt bến hải sang sơ tán bên bờ Bắc. Nhưng một tai họa đã xảy ra, đồng chí chủ tịch xã Trung Sơn Đoàn Hành qua sông bến hải trước để mượn đò đã bị trúng pháo, anh dũng hy sinh bên bờ Bắc. Sáng ra, hơn 10,000 đồng bào, đa phần là phụ nữ trẻ em khắp Trung Sơn và Do An tập trung chật làng Giàng Phao mà không có cách nào sang sông. 8 giờ sáng, 7 đến 8 giờ sáng thì đi can thì lực lượng của ta đánh thì khi đó là hết đạn. Là bộ đội bảo là hết đạn rồi, bây giờ bà con tìm đường thoát cho bộ đội, bây giờ không chịu rồi. Khi đó là nghe được cả thì người ở trong hầm người ta nhào ra thì anh em tôi nhào ra, khi chạy ra thì hai anh em tôi chạy trước thì tôi chạy lũi sau nhà nó qua ra bờ sông, còn thằng em tôi thì nó chạy ra phía trước. Từ đó hai anh em thất lạc nhau, chiều lại thì ông già với bà già đi tìm thì cũng không thấy em tôi đâu nữa. Chúng tôi cùng anh Phát đi tìm lại bến đò mà 43 năm trước anh đã lạc mất người em là Phát nhỏ. Ở đây vẫn còn nhiều ngôi mộ của đồng bào Do An thiệt mạng trong trận càn. Trận càn Hickory kéo dài một tháng, nối tiếp bằng những trận càn khác cho đến tận cuối năm 67. Riêng trong trận này, 10,000 đồng bào và 200 học sinh đã được sơ tán an toàn qua khúc sông bến hải này. Cũng trong trận càn Hickory ở Giàng Phao, mất hai người thân là gia đình bà Trần Thị Mót ở Long Sơn, xã Do An, huyện Do Linh. Bà Mót có người cháu trai Lâm Công Thiệt mà bà chăm sóc như con đẻ, đã hy sinh vào năm 1966, để lại người vợ trẻ và hai con nhỏ. Lâm Công Giáp lúc đó lên 4, đứa em trai thì còn ấm ngửa. Trưa ngày 19 tháng 5, lúc được bộ đội dẫn ngựa qua sông bến hải, người cháu dâu của bà đã trúng bom chết. Đứa cháu nhỏ sau đó cũng chết vì khát sữa. Bà Mót bế cháu Lâm Công Giáp, khi đó 4 tuổi, cố vượt qua sông sang được bờ Bắc. Tới Tân Kỳ, Nghệ An, ở lại chừng 1 năm, thì Trung ương tới đón các cháu mồ côi về chăm sóc, trong đó có hai cháu ở Do An là Vân và Giáp. Lâm Công Giáp là con trai duy nhất của liệt sĩ dân quân Lâm Công Thiệt. Thế anh Giáp lúc đó là bao nhiêu tuổi ạ? 5 tuổi rồi đó, hắn sinh ra 64. Năm 1987, chị Vân đã tìm được đường về quê, còn anh Giáp vẫn chưa thấy về.
Nếu đi cùng đợt đó, rất có thể anh Lâm Công Giáp đã từng học ở trại nhi đồng Nguyễn Bá Ngọc tại Tiên Lữ, Hưng Yên. Anh có nhớ một chút nào, một cái hình ảnh nào liên quan đến cái trận càn đó không? Không, cũng nhớ một cái hình ảnh là ở một cái sông, như hình ảnh như bố đang nội nước ở cái sông này. Dạ, còn nhớ một cái hình ảnh là mẹ mặc cái áo trắng đội lón rồi đưa xuống cái hầm, xong rồi không biết là mình lên lúc nào đi đâu không biết. Dạ. Còn một cái hình ảnh nữa là lúc có mấy anh em ở trong một cái nhà ấy, cái thái cái chuối, cứ vẫn cứ nhớ thái cái chuối tây để ăn, cứ đánh nhau. Xong một thời gian thì là cứ thấy cái ô tô đến là toàn thấy trẻ con với lại người già cứ leo lên thôi. Thế là xong đưa đi ra Bắc này. Thì sau ở trại bồ côi cứ mỗi người ở một khu. Thế chưa. Như vậy là lúc đó thì anh mới có 4 tuổi thôi. Đến lúc mà ra đến Tân Kỳ Nghệ An thì mới 5 tuổi. Vâng. Bắt đầu thì mới nhớ nhiều hơn về chỗ Tiên Lữ, vâng, Hưng Yên đúng không ạ? Vâng. Anh cũng ở trại Nguyễn Bá Ngọc. Anh ấy có thể là ai được ạ? Và tất cả những cái đó là anh trải qua. Vâng. Bây giờ anh có thể kể một chút về cuộc đời của anh không? Anh nghĩ anh là ai ạ? Tức là về thì bố nuôi đặt là họ thì là bố là Tạ Văn Kiểm, công tác ở Bộ Công nghiệp Nhẹ. Sau bố đón về nuôi thì là bố đặt là họ Tạ. Thường thường là họ Tạ này Tạ Văn Dũng, nhưng mà đây là bố đặt là Tạ Giáp Dũng, là cái tên Giáp đây là cái tên mà bây giờ chị Xuân, chị còn sống, chị nuôi đấy, là chị bảo chị làm hồ sơ để đi nước ngoài là em là Lâm Công Giáp. Đấy thì vẫn chỉ nhớ thế thôi, chứ còn không biết là như thế nào. Cũng hình ảnh thì biết là mình là ở Gio Linh. Thế nhưng mà không biết đến lúc nào để mình về, đang có cái ý định cuối năm sẽ về Gio Linh để thăm lại cái quê hương mà, nơi mình chôn rau cắt rốn. Thế không may là nhờ có chương trình, nhờ cái chương trình số 31 ấy, của cái kỳ trước ấy, thì là phát hiện ra là đúng huyện đúng tên của mình đấy rồi. Thì đấy thì sau này nhờ chương trình. Câu chuyện đó là khi đó thì Trung ương có đưa các em mồ côi vì bom Mỹ, vâng, ra ở chỗ trại nhi đồng, vâng, Nguyễn Bá Ngọc. Vâng. Và khi đó thì có rất là nhiều các gia đình cán bộ mà hiếm con thì, vâng, đến để nhận nuôi các cháu. Vâng. Và ông Tạ Văn Kiểm, vâng, khi đó công tác tại văn phòng của Bộ Công nghiệp Nhẹ, sinh được 5 người con mà chỉ nuôi được 2 thôi thì ông, vâng, đã nhận nuôi anh. Vâng. Khi đó anh rất là gầy còm đúng không nào, như dạ, chị vâng. Xuân kể lại, vâng, như chị, đáng ra chị Xuân vào đây đấy, nhưng mà vâng, chị thì đang cao huyết áp, cho nên nói rằng là khi mà ông mất đi vào năm 81 thì ông có dặn lại là nếu như gia đình của em Dũng có đến để xin thì con hãy cho em về với quê hương để thờ cúng ông bà cho, vâng, phải phép. Vâng. Và đặc biệt là anh ấy biết rằng họ của anh là họ Lâm, tên của anh là Giáp, bởi vì rằng là ông đã dặn lại như thế và anh đã đặt tên con gái của anh. Con gái anh năm nay 6 tuổi rồi ạ. Tên con gái của anh là Mang Hai Họ. Mang Hai Họ là Tạ Lâm Khánh Ly. Khánh Ly. Dạ. Anh ấy là Tạ Công Giáp đấy ạ. Dạ vâng, thưa bà Trần Thị Mót. Quay lại đây nào. Thưa bà Trần Thị Mót, bà có còn nhớ đứa cháu mà bà đã cõng qua sông và sau này thì bà đã giúp cho bên ngoại của cháu Kim, sau đó thì Trung ương nhận về nuôi không ạ? Qua sông rồi thì là có hả chủ cô đôi họ còn hẳn qua sông là mẹ hẳn là chết rồi ở sông. Khi mà vô trong hầm thì chủ cô đưa vô trong hầm thì có đi tại hầm vậy thì có họ lá thì và ông trong tôi có ông bà đưa ra thì khi nó hẳn thả bom mua tuổi cũng không nhận ra được cháu. Khi nó có cả bom ngoài hẳn nữa thì có nhận được cái bình thường hẳn trong tay thì nhận ra bom. Ở đây còn có một người, bà Mốt là bên họ nội này, dạ, là người nuôi bố anh này. Nhưng mà còn một người bên họ ngoại nữa là em ruột của mẹ anh. Dạ. Đó là dì Trần Thị Lành. Dì Lành còn có nhớ gì về người chị của mình không ạ? Dạ, tôi ở với chị nên chị tôi nhớ rất rõ. Là chị là người cao, mà da trắng hồng, mà chị nhìn người sáng lắm. Thường hay mặc áo bà ba màu sáng á. Áo màu ba cổ trái tim này, mà bây lâu quá rồi giờ chị còn nhớ được như thế. Dạ, dạ. Dì Lành thì hơn anh có 3 tuổi thôi nhưng mà dì Lành rất là nhớ. Đấy thì nhớ cái hồi đấy là ở với dì. Ở với dì. Vâng, đấy thì ở trong nhà. Vâng, đây anh là anh Tạ Công Giáp đây, anh là con duy nhất còn lại của liệt sĩ Lâm Công Thiệt và xin giao lại cho gia đình nội ngoại.
Vâng, không nghĩ bao giờ vẫn gặp lại được. Vâng. Xin chào mừng gia đình ạ. Vâng. Bến đò lịch sử này, hơn 10,000 đồng bào đã qua đây mà ra Bắc trong một ngày tháng 5 năm 67. Bao nhiêu người đã hy sinh. Bến đò này hàng chục ngàn lần đón đưa bộ đội từ Bắc và Nam. Bến đò này đã góp phần làm nên ngày thống nhất. Thật là xứng đáng nếu một di tích lịch sử sẽ được dựng nên tại nơi này. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo sau đây là một số cuộc chi ly vẫn đang chờ đợi chúng ta đoàn tụ. Và tổng đài của chúng tôi là 0862647777. Xin được nhắc lại đội tương tác VNG đang chờ điện thoại của quý vị và các bạn. Số điện thoại của chúng tôi là 0862647777. Xin cảm ơn. Cuộc di dân lịch sử K10 từ Vĩnh Linh ra Nghệ An từ tháng 11 năm 67 đến cuối năm 69 đã bảo toàn sinh mạng cho hơn 10,000 đồng bào. Nhưng cuộc trường chinh gian nan này cũng ghi nhận nhiều tổn thất. Chị Nguyễn Thị Đông, người xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, năm 67 đã đi trước theo diện K8. Đến cuối năm đó, gia đình chị đang trên đường đi theo diện K10 thì bị bom B-52 cướp đi mẹ, bố, làm bị thương một chị gái. Còn em Nguyễn Thị Kiến, khi đó được 4 tuổi thì mất tích. Lúc đó là được bố, mẹ, hai chị và cháu và em gái sau là đi sơ tán, đi qua vừa tỉnh Quảng Bình. Thì đến cái đoàn ngày 25 là ngày nữa là ngày lễ Noel. Chính ngày lễ Noel được đình chiến một ngày. Rồi thì đến là chiều 5 giờ, đúng 5 giờ chiều là cũng không hiểu vì sao nữa mà hết lần đình chiến là bắt đầu Mỹ nó đánh. Gia đình vẫn hy vọng em Kiếm được một đơn vị thanh niên xung phong ven đường đón về sau trận bom đó. Năm 1978, chị Đông cùng hai chị gái đã quay trở lại đèo ngang nhờ dân quân tìm mộ bố và tìm tin tức của em Kiếm mà không thấy. Nếu còn sống, năm nay chị Kiếm 47 tuổi. Chứ lúc nữa đi, khi đi là em kiểu là cắt tóc hình búp bê. Mà em chứ người béo tròn. Con là nó xinh lắm. Xinh là béo tròn lắm. Trường hợp sau đây, chị Lê Thị Hằng tìm hai em con cậu ruột mà chị còn chưa biết mặt. Anh Trần Văn Ái sinh khoảng năm 50 và chị Trần Thị Quốc sinh khoảng năm 52 là con của cậu chị, ông Trần Văn Nại và bà Cả Nhung quê ở Thanh Hóa. Năm 1946-1947, cậu tôi là lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của bác Hồ. Ông Nại là vệ quốc quân, bị thương trong chiến tranh chống Pháp. Khi phục viên, quê hương Vĩnh Linh của ông đang chìm trong khói lửa, nên ông ở lại Thanh Hóa lấy vợ, sinh hai con. Rồi ông mất. Năm 1963, họ hàng chị Hằng từ Quảng Trị đã tìm đường ra Thanh Hóa và đã gặp được, chụp được tấm ảnh này. Trong ảnh có bà Cả Nhung, hai anh em Ái và Quốc. Hai anh em chưa kịp về thăm quê cha thì bom đạn đã ập tới. Địa chỉ ở Thanh Hóa thì chị Hằng không biết. Chị chỉ nghe nói gia đình ở gần nông trường Sao Vàng. Đằng ngoài của tôi thì không còn ai, tôi không còn ai gần gũi hơn, mạo mụ ruột ra gần hơn hai em cả. Cho nên tôi rất mong nhớ và mong muốn có ngày được gặp hai em. Và đó cũng là cái mong nguyện, ước nguyện của mẹ tôi khi còn sống. Bây giờ hết.
Một người chèo đò thầm lặng năm xưa, chuyên vận tải vũ khí qua bên sông Bến Hải, ông Nguyễn Văn Kỹ, 75 tuổi, đã đến gặp chúng tôi để nhờ tìm em gái tên là Nguyễn Thị Lũy, chia ly từ năm đói 1942, lúc bấy giờ bà Lũy 14 tuổi. Gia đình của ông Kỹ chuyên trải lưới ở cửa Việt, mẹ mất sớm, ông Kỹ đi ở đợ, còn cha, chị gái và em Lũy thì đi thuyền nan cặp vào chợ Vĩnh Linh để ăn xin. Đói, bệnh, cha ông đành đổi con gái út 4 tuổi lấy một cặp đường, người nhận là một chị buôn bán quê ở chợ Đồn, Quảng Bình. Bà Lũy có một vết sẹo trên mi mắt do vấp ngã phải lô sành trên thuyền. Chị tôi lên quê chợ xin, còn ông già tôi đau nằm trong thuyền, và bố em tôi là Nguyễn Thị Lũy đó, hắn dọ 4 tuổi rồi. Chị buôn bán trên đó, bà chị xuống xin được cặp đường. Bà chị tôi chở bỏ đi, em đi mua rồi. Ba, em tôi chứ em với tôi chó tôi đuổi cấp được rồi. Và sao là ba? Sao ba ba ba? Và sao ba ba? Chị tôi cha vô. Ba nó mới nói thế cái ổ mới chờ em tôi đi à, nói thế là ổ là người bà đồn chợ đéo. Người bà đồn chợ đéo tỉnh Quảng Bình. Chừng đó. Khi Pháp rút, ông Kỹ ra Vĩnh Linh sống, làm du kích và vẫn gắn bó với những cửa biển ở Quảng Trị. Ông tham gia những chuyến đò anh dũng chở vũ khí vào Nam. Người em gái chia ly đến nay đã 68 năm. Năm nay, nếu bà Lũy còn, bà đã 72 tuổi. Thưa quý vị, quả thực là chúng tôi cảm thấy rất là mãn nguyện. Vì ngày 6 tháng 6 trước thì chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ là đoàn tụ cho các anh chị là con mồ côi ở thôn Rọc của xã Vĩnh Kim. Thì đến ngày hôm nay thì là hoàn thành xong nhiệm vụ đoàn tụ cho cả thôn Hương Nam nữa, cũng của Vĩnh Kim, Vĩnh Linh. Và vừa rồi thì vừa hoàn thành nhiệm vụ đối với lại Do An, huyện Do Linh, với trường hợp là con liệt sĩ Lâm Công Thiệt là anh Lâm Công Giáp. Vâng, thực sự là trùng phùng ạ. Và như vậy thì chúng tôi có thể tạm khép lại hồ sơ của K10, K8 ở Vĩnh Linh, Quảng Trị và để mở ra một tập hồ sơ mới. Đà Nẵng, cuối tháng 3 năm 1975, hồi ký của một sĩ quan chế độ cũ viết rằng Đà Nẵng đông chật người, an ninh lộn xộn, mỗi lúc một gay gắt. Nhiều binh sĩ xả súng lên trời như những kẻ điên khùng. Lệnh của tướng Thiệu rút bỏ quân khu 1 là khai tử vùng 1 chiến thuật gồm 5 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Tính, Quảng Ngãi và 2 thành phố Huế và Đà Nẵng. Các cấp chỉ huy bỏ quân chạy trước, sĩ quan bỏ mũ áo. Nghe nói có 5 tàu hải quân sẽ tới biển Mỹ Khê chuyên chở quân nhân và gia đình vào vùng duyên hải phía Nam và đảo Phú Quốc. Nhiều người thuê ghe từ bến Bạch Đằng chạy ra vì tàu đậu xa. Một số xà lan trung chuyển, cứ khoảng 10.000 người thì chạy. Lính và dân lội nước, đu lên ghe, cố gắng bơi ra những tàu gần. Không có tiếng súng nào của quân đội miền Bắc, chỉ nghe tiếng súng bắn nhau trên tàu, trên xà lan, cướp bóc, giết chóc để giành chỗ. Quân giải phóng tiến vào Đà Nẵng ngày 29 tháng 3, thành phố yên bình. 100.000 lính chế độ cũ đầu hàng, nộp vũ khí tại các sân chùa. Thưa quý vị, chúng tôi xin được thông báo thêm một số trường hợp chia ly nữa xảy ra trong quá trình chạy loạn mà chúng tôi vừa nêu trên. Xin quý vị hãy lắng nghe và hãy lên tiếng. Số điện thoại của chúng tôi là 0862647777. Xin được nhắc lại 0862647777. Xin cảm ơn. Người phụ nữ này vốn là một đứa trẻ 3 hay 4 tuổi, bị lạc gia đình, bơ vơ trên bến tàu Bạch Đằng vào thời điểm Đà Nẵng vừa được giải phóng một ngày. Ngày 30 tháng 3 năm 75, ông Nguyễn Khoán, sống cách cửa sông Bạch Đằng không xa, đang đi lượm đồ người ta chạy di tản để lại trên bến, thì gặp cô bé này. Thấy tội, ông bồng bé về nuôi và đặt tên là Oa.
Khi đó bé cắt tóc ngắn. Đây là hai tấm ảnh của chị Oa hồi 18 tuổi và hiện nay. Bức hình này chụp trước năm 75. Người chồng tên là Phạm Chuẩn, vợ tên là Châu Thị Điệp. Khi đó sống tại đường Đinh Tiên Hoàng, Đà Nẵng. Ngày chạy loạn, ông Chuẩn bà Điệp bế con trai 3 tháng tuổi ra bến sông Bạch Đằng. Từ bến sông này, ông xuống một thuyền, còn bà bế con xuống thuyền nhỏ khác để đi ra Xà Lan. Không ngờ từ đó bà Điệp và con trai không còn gặp lại ông Chuẩn nữa. Gia đình bà Đặng Thị Xanh tìm con gái Văn Viết Lệ Hằng sinh năm 71 bị lạc trên Xà Lan chật người chạy từ biển Đà Nẵng ngày 28 tháng 3 vào Nha Trang. Khi đó, ông Hải và bà Xanh cùng 5 người con là Sơn, Thủy, Thu, Hằng và Hương đi ghe máy từ Bạch Đằng ra biển lên một chiếc Xà Lan người người đông chật. Xảy ra cướp bóc nên ông Hải phải trốn một chỗ. Bà Xanh không thể trông được cả 5 đứa con để lạc mất 2. Nhưng qua một ngày thì tìm lại được Thủy. Còn Lệ Hằng 3 tuổi, mặc đồ gạch tôm, có chấm bi trắng, tóc ngắn, trên đầu có vết sẹo, thì lạc mất luôn. Khi có tàu lớn cập Xà Lan để đưa mọi người vào Nha Trang, gia đình lên tàu lớn mà khuyết mất Lệ Hằng. Trong ảnh là một người bị thất lạc, đang mong tìm lại gia đình. Chị sinh khoảng năm 70 hay 71. Tên cha mẹ đặt thì không nhớ chính xác, nhưng rất có thể là Phương. Tháng 4 năm 75, trong chuyến Xà Lan cuối cùng chạy từ Đà Nẵng cập Nha Trang, có cô bé 4 hay 5 tuổi đi cùng với ba. Cô bé bị ngất đi, khi tỉnh dậy thì không còn thấy ba đâu nữa. Nhiều người đã lần lượt nuôi cô cho đến ngày hôm nay. Bức ảnh này chụp Phương năm 18 tuổi. Phương nhớ nhà có chị gái, tên có thể là Mai Anh hoặc Phương Anh. Ông Đặng Dưỡng và bà Nguyễn Thị Hoa, thường gọi là bà Ba Lân, lạc mất 3 đứa con, không phải trong hành trình trên biển từ Đà Nẵng vào Phú Quốc, mà là sau đó. Bà Hoa khi đó một mình dẫn 3 con đi vào đất liền tại Rạch Giá, rồi tìm tới trại tạm cư ở Vũng Tàu. Tới nơi, bà để 3 con chờ hành lang, lấy tiền đi mua đồ ăn. Lát sau trở lại thì không thấy các con đâu. 3 người con thất lạc, tên là Đặng Danh, sinh năm 1965, khi đó mặc áo vải cứng màu xanh xám, tay viền xanh. Còn 2 em gái là Đặng Thị Gái 4 tuổi và Đặng Thị Em 3 tuổi. 2 chị em, một người mặc bộ đồ vải mỏng, còn một người mặc váy caro xanh. Một gia đình ở Khánh Hòa nhặt được một cô bé 3 đến 4 tuổi tại bến phà Nha Trang vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 75. Cô bé có nước da trắng, tóc cắt ngắn, mặc bộ đồ chấm bi xanh, có vẻ con nhà khá giả nhưng đói khát èo uột. Cô bé cho hay nhà cô có xe jeep, mẹ hay mặc áo dài và che dù. Cô bé nói giọng ngọng nghịu, có vẻ là người miền Trung. Cô bé có bệnh tim bẩm sinh nhưng càng lớn càng xinh đẹp, trắng trẻo. Vâng, về người phụ nữ này thì chúng tôi xin sẽ kể một câu chuyện trong những số sau. Đó là một câu chuyện cũng rất là kỳ lạ. Còn bây giờ, trên website của chương trình của chúng tôi ở địa chỉ là hãylentieng.vn thì còn có một thông báo như thế này nữa. Chị Lê Thị Tuyết tìm chị gái là Lê Thị Trang, sinh năm 1963. Cha là Lê Văn Xếp, mẹ là Nguyễn Thị Đỗ. Trước năm 1975, gia đình sống tại căn cứ Chu Lai, sau đó thì chạy về Đà Nẵng. Vào cuối tháng 3 năm đó thì gia đình thuê ghe ở An Hải để đi về quê ngoại ở Ninh Hòa. Ghe chở gia đình ra đến biển, sau đó thì chuyển qua một tàu rất to của Thái Lan. Bà Đỗ đưa các con lên tàu nhưng lại để lạc mất Trang. Gia đình quay trở lại tìm nhiều lần ở An Hải nhưng không thấy. Thưa chị Tuyết, là chị vừa mới nghe chị Thu Yên thông báo về trường hợp của gia đình nhà chị đúng không ạ? Phải, tôi là Lê Thị Tuyết, tôi thay mặt cho gia đình đi tìm chị gái, tên là Lê Thị Trang. Mẹ tôi năm nay là 86 tuổi, còn mẹ là 80 tuổi.
tôi tin chắc là chị tôi còn sống. Dạ Phương, dạ vì sao mà gia đình mình tin là chị Trang vẫn còn sống ạ? Xin mời cô Đỗ ạ. Dạ là tại vì cái lúc đó, tôi trèo lên phà với người lính đưa con tôi hết lên phà mà còn mình nó ở trên cái ghe, mình cháu nó nằm ở trên cái ghe đó. Cháu nó khóc mà tôi cứ giơ cái tay ra gì thì cái ghe ở trên súng bắn quá, cái ghe nó cứ chạy lòng ra. Tôi mới kêu con ơi, ông Thư con giờ có lỡ rồi con nằm xuống đừng có ngóc cái đầu lên mà rồi cái ghe nó rồi con rớt xuống nước giờ. Mà má chạy đi về thấu Nha Trang rồi má ra má đón con, nó nói vậy. Rồi nó nằm nó khóc quá, nó cũng khóc vậy mà cái trước xe, cái ghe nó nổ máy quá, ông chủ ghe ông nghe. Ông cứ chạy thì tôi cứ nhìn theo cái ghe, tôi thấy chở con tôi chạy, tôi biết là còn sống. Không lẽ nào ông là người đi biển, ông cũng thương con nít, cho lẽ nào ông bỏ nó sao? Ông ẵm lên một là ông nuôi, hai là ông bỏ trên bờ, thất lạc đâu đó. Nhưng mà mấy năm tôi giờ tôi có ra tôi tìm mà không có. Nhưng mà sau này tôi khổ quá, gia đình bọn khó khăn quá đi tìm không được. Dạ, như vậy tức là cô có cách là đi về An Hải để tìm đúng không ạ? Là cái nơi mà có ông chủ ghe mà không tìm được. Nhưng mà tìm không có. Dạ. Và năm nay thì bác sếp là bác 86 tuổi. Bác Đỗ là 76 tuổi. Và hôm nay là gia đình mình 7 người để đi vào đây để đăng ký tìm chị Trang đúng không ạ? Vâng, trường hợp của chị Lê Thị Trang bị chiếc ghe mà chạy khỏi tàu á, họ đưa đi mất tích thì hiện nay chúng tôi đã đưa lên website ạ. Và hiện có hơn 2.000 cái thông báo tìm kiếm đang có mặt ở trên website. Vậy thì quý vị có thể tra cứu xem là mình có biết trường hợp nào không. Ở website của chương trình thì do Vinagame và đây là VNG hỗ trợ xây dựng thì đã có tới 15 triệu lượt người vào xem. Và trong tổng số 183 trường hợp mà đã khép lại để mà chuẩn bị đoàn tụ đó ạ, thì đã có 7 trường hợp là được phát hiện chính là nhờ chiếc cầu nối là website của chương trình ở địa chỉ hailenhtieng.vn. Chính vì vậy cho nên là gia đình mình khi mà đưa thông tin đến website thì chắc chắn là vẫn có rất là nhiều hy vọng ạ. Thưa quý vị, chỉ sau 2 phút nữa thôi ở trong phần cuối của chương trình này thì cũng sẽ có một cuộc đoàn tụ. Cuộc đoàn tụ này cũng là nhờ chiếc cầu của website của chương trình hailenhtieng.vn. Xin mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị khán giả, bây giờ mời quý vị khán giả cùng theo dõi một cái nội dung của thông tin mách bảo mà chúng tôi đã nhận được ở trên website trong một trường hợp đã được đăng ở trên website này ạ. Nhân tiện để nói rằng là ở dưới mỗi một cái thông báo thì chúng tôi bao giờ cũng để một cái cửa sổ, và nếu như quý vị thấy một trường hợp nào là người quen của mình thì xin đừng chần chừ, hãy điền vào ô đó để mách bảo cho chúng tôi. Còn đây là thông tin mà rất là quý giá mà chúng tôi đã nhận được. Dạ xin lắng nghe ạ. Kính thưa chương trình Như Chơi Hề Cô của Chili, em đã đọc bài trên hailenhtieng.vn của cô Lê Thị Tuyết. Tìm chị là Lê Thị Trang, mã số là 7722. Gần nơi em ở có một cô cũng tên là Trang, và địa chỉ của quê thì cũng là như vậy. Cô Trang hiện nay thì đang sống ở Cà Mau. Em đọc bài cho cô nghe và cô đã khóc rất nhiều. Người gửi là bạn Trương Hoàng Vũ ở Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Cà Mau. Xin cảm ơn bạn Hoàng Vũ. Thưa quý vị, người được nhắc tới ở Cà Mau là chị Lê Thị Hồng Thủy, và chị khẳng định chị chính là Lê Thị Trang. Tôi chính là Lê Thị Trang. Gia đình tôi gồm có cha Lê Văn Xếp, mẹ Nguyễn Thị Đỗ, chị hai tên là chị Hòa, Trinh, Trung, Trang là tôi, Thành, Tiết, Cung là Cưng, cũng là em trai út. Dạ vâng, chị lạc gia đình trên một chiếc ghe vừa cập tàu lớn ở Nha Trang đó đúng không ạ? Đúng. Khi lạc là tự nhiên thì ba má ba chạy về, ba nói là con cứ tụi con đi theo mẹ đi xuống ghe. Đi ghe thì lúc đi ghe đó là chạy qua ghe là cả gia đình đều lên. Còn mình anh tôi thì lạc lại, khi nghe tiếng súng nổ, cái ông chủ ghe ông mới lui thuyền ra, thì lúc đó là tôi mới bị lạc. Chị Trang có còn nhớ là chiếc tàu cập cái cảng là cảng nào không ạ? Khi chiếc tàu mà cập đó là của chị ghé lại Sài Gòn, là lúc đó chị là thất lạc ba mẹ, ba má, cho nên chị mới theo ông cha nuôi là Lê Thành Long, mẹ thì Nguyễn Ngọc Hài,
là làm con nuôi của ba mẹ, đi mới về sống ở Sài Gòn, sau đó mới về sống ở Cà Mau là xã Hòa Thành, huyện Cà Mau thời bây giờ, hồi đó, còn bây giờ là thành phố Cà Mau. Và như vậy là chị đã được đặt tên là Lê Thị Hồng Thủy từ đó, và sau này thì các chú cán bộ thấy là chị chưa nhập tịch và hỏi ra mới biết là chị là con nuôi, và chị cũng được các chú nhận về cơ quan ăn học tại cơ quan, đúng không ạ? Đúng. Khi lạc thất lạc về, sau cái đem ba nuôi mới đem về sống ở xã Hòa Thành. Và lúc đó là cho nên là cơ quan mới vô coi lại thì hộ khẩu chị không có ở trong gia đình, cho nên mấy chú mới điều tra ra thì là con nuôi lúc thất lạc đó, cho nên mấy chú mới xin về cơ quan nuôi cho ăn học tới lớn thì cho đi vô làm, rồi sau đó chị mới lấy chồng, có được hai con. Vâng ạ, bởi vì là tiếng ở ngoài trường quay phụ thì chắc là hai bác không có nghe được rõ lắm, nhưng đã nhìn được rồi đúng không ạ? Vâng, đấy là chị Trang đấy ạ. Bây giờ chị Trang đấy ạ. Chị đã được đưa vào một cái tàu khác, và cái tàu đó đi vào cập cảng Sài Gòn, sau đó thì được một người bố nuôi nuôi và đưa về Cà Mau. Đến Cà Mau thì chị được các chú ở ban tuyên huấn của Cà Mau rất là thương, bởi vì chị côi cút như vậy và đã đưa về cho đi học. Chị đi học từ năm 14 tuổi cho đến năm 17 tuổi thì được nhận vào làm thư ký ở văn phòng. Sau đó thì đến năm 25 tuổi chị lấy chồng. Bây giờ chị có hai người con trai rồi, gia đình cũng khá giả, và chính các chú ở ban tuyên huấn là người đã dựng vợ gả chồng cho chị. Chị rất nhớ gia đình, chị nhớ gia đình lắm ạ. Đấy là con đã trả lời cho các bác những câu hỏi mà trong suốt 35 năm, trong suốt gần đến 35 năm thì các bác cứ khóc là lại hỏi những câu như thế: nó có hạnh phúc không? Nó đã có chồng con chưa? Tôi có gặp lại nó không? Thì bác có nhớ là hôm ấy chị mặc áo màu gì không ạ? Đó, màu bạc đô, còn ở trong là cái áo hột mè chấm chấm. Chị lại rất là nhớ hình ảnh mẹ đứng ở trên cái chiến hạm đó. Mẹ thì mặc áo màu hột gà, và chị không nghe thấy mẹ nói gì cả, chỉ thấy cái thuyền cứ xa dần thôi. Cứ xa dần, ban đầu vô cái tay cái thuyền cứ chạy ra không biết làm sao hết. Cái kêu rồi chứ, con ơi nằm xuống đừng có ngốc dậy mà nó rớt xuống nước không. Má chạy giờ thấu, nếu mà cái ghe nè, cái thuyền đây mà nó đậu ở đâu là má ra Đà Nẵng liền, má đốn con. Bây giờ gia đình mình phải thật bình tĩnh ạ. Gia đình mình phải thật bình tĩnh, bởi vì là như gia đình mình, như hai bác thì còn nhớ là chị bị bệnh tim từ nhỏ. Nhưng mà chị không biết đâu. Cháu mới chỉ một tim. Năm nay chị mới phát hiện ra là chị có bệnh tim thôi đấy. Cho nên gia đình mình phải rất là bình cháu tĩnh bệnh ạ. Tim. Dạ. Tôi hồi nhỏ ở nhà tôi biết nó bệnh tim, hễ lần tôi nói cái gì hơi cái làm động nó thì nó cũng có chịu. Dạ. Nó chạy cái gì quay quét á thì nó cũng có chịu, nên thành tôi sợ. Sợ là chạy đây rồi con tôi nó lạc ngoài rồi nó chịu đồ, tôi cũng sợ cái chỗ đó. Vâng, thưa chị Trang, bây giờ chị có nghĩ là gia đình chị đang mong đợi chị không ạ? Dạ, nếu mà ba mẹ còn và anh chị còn thì chắc mong gặp chị cũng mong gặp ba mẹ chị, mong gặp cả gia đình luôn. Chị Trang thân mến, bây giờ thì như Trang của cuộc chia ly sẽ cho chị thấy là gia đình của chị đang mong đợi chị như thế nào. Xin mời chị theo dõi nha. Chị Trang đã từng về đây rồi đấy chứ, từ khi chị mới lên 4 tuổi. Quê ngoại, Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Chính em Tuyết đã dắt mẹ già vào tận thành phố Hồ Chí Minh tìm đội tìm kiếm đấy. Lúc nào bé cũng nhớ, có nhiều đêm bé nhắc là bé không có ngủ được. Phải bao chừng con tôi đi học xe, tôi nghĩ đêm tôi cũng nhớ con. Thành tử tôi nghĩ là thì mình nhớ con mình sao thì mẹ mình nhớ con mình vậy. Thành tôi nghĩ vậy, tôi biết mình đi dắt mẹ đi vô Sài Gòn. Thật may mắn cho chị, đại gia đình sau 35 năm chị chia xa vẫn tròn vẹn, không khuyết một người nào. 4 năm sau cũng vẫn đi tìm, phải làm có tiền ra đi tìm. Đà Nẵng không phải là nhà, con ghe trên biển cũng đâu có neo một chỗ. Má của chị chỉ còn biết về mấy làng ở An Hải tìm chủ ghe mà không tìm được.
nghe mách có đứa trẻ lạc mẹ, đến nơi nhưng không phải chị. Cái con nó khóc, nó nói má chị Trang, sao đi tìm chị Trang, má con không có tìm con. Thì đó là rất khổ, nên thành cái mới theo xe bộ đội á, ông già mới theo xe bộ đội đi ra lại Đà Nẵng. Mà coi như là ông đi tìm hơn một tuần á, mà ông chỉ đi bộ thôi. Đi, ông đi hết cái khu đó, ông cứ đi hỏi từng nhà á, mà ông đi về mà hai chân ông nó phồng lên, ông đi không được, ông phải ngồi luôn. Anh nhớ bây giờ cô hỏi. Ông đó tôi quản nè, tôi đè trước miếng bản, sau miếng bản, để đi tìm một con mà thôi. Đi trong 7 ngày liên tục luôn, đi bộ á. Biết tới giờ thì anh em cũng muốn đi tìm lắm, nhưng mà chắc là tìm không ra. Sao thì chị Trang sẽ trông sẽ như thế nào? Nó quyết định là đi vô nhờ chương trình giúp giùm để tìm lại đứa em thất lạc. Chị không linh cảm thấy gì sao trong suốt 35 năm ấy. Gia đình đã không ngớt nhắc đến chị đấy, bất kể là ngày nào. Chị có nhớ chị vẫn hay trêu anh Trung xếp thứ 61 trên 61 không? Lúc nào đi chợ nó cũng thích là mua quai đỏ, dây đỏ, cột tóc hai bên. Thứ hai nữa, nó là Lê Thị Trang nhưng mà nó đi học trường tư, nó đổi tên là Trang Thị Mỹ Dung. Nó lấy tên từ đổi. Thích nhất là mà áo trắng mà váy ở dưới là cái màu xanh. Nó thích làm đẹp ghê. Nó ra ngoài nó ngồi gì? Nó khóc nè. Ngồi gì khóc hừ hừ mà dính cái môi lên cao vậy nè. Được hòa vào gia đình ấm áp của chị, càng thấy thương chị, thương ba má chị và thương cho tất cả những người nào còn lưu lạc trên đời này. 30 mấy năm trời, nghĩ không có thèm ra mà quên được, thà là mình biết. Mình quên không có nổi, Đi về nhà mấy năm trời, đi ra bị đường thấy có ai mà cái đứa nhỏ nào mà nó cứ bận cái áo trắng, bận cái điếp xanh, đợi cái mũ là cứ nói con mình đó điên, nghĩ gì mà điên mà điên thiệt. Nó gặp cái chỗ trung thương cái ai, người ta tu hành thì người ta thương, người ta nuôi nó không nói gì. Gặp bà dơ nhãn này quánh nó đậm khổ sở tội nghiệp quá. Khổ sở thì làm sao cũng được mà nghĩ sợ đánh à. Sợ đánh rồi. Nó có cái bệnh yếu tim nữa. Con nhỏ nó cũng hơi yếu tim, nó thấy gì nó cũng sợ, nó ưa ngót. Sợ nó mấy lỡ nó yếu tim rồi nó thế này thế nọ quỳ. Cho nên giàu cho 30 năm, 40 năm, 50 năm gì. Chết thì thôi, chết sống cũng nhớ. Không làm sao mà quên được hết ấy. Thế cho nên nhiều hồi không có dám nhắc. Những người ăn ở hiền lành được độ trì may mắn, cuộc đời của ba má chị có cái hạnh phúc nhất là con cái hiếu thảo hòa thuận. Nay ở tuổi ba 86, mẹ 76, gặp lại chị là điều luôn mong đợi mà không thể nào ngờ. Cũng vẫn là biển đấy thôi. Ai biết chị đi thế nào mà một mạch xuống tận Cà Mau cơ chứ. Đội tìm kiếm của chúng tôi làm sao tìm ra chị đây? Nếu không nhờ có bạn Hoàng Vũ mất nước. Trong ngày vui gặp lại mẹ, gặp lại con, em gặp lại chị, gia đình hội tụ đồ ăn. Chưa hề có những cuộc chia ly, khi những miền quê bỗng như gần lại. Trong giờ phút thiêng, tình người bát ngát bài ca. Thank you.
nay có thể xem là một đêm rất là đặc biệt. Những học sinh của trại nhi đồng Nguyễn Bá Ngọc ở Vĩnh Kim, ở Gio Linh ngày xưa là các anh chị mà thuộc diện mồ côi vì bom đạn Mỹ được nhà nước chăm sóc và giao cho các gia đình cán bộ chăm sóc thì cũng đã về đầy đủ rồi ạ. Các anh các chị đều biết quê mình là Vĩnh Linh, Quảng Trị rồi ạ. Thưa quý vị, và hồ sơ ở Đà Nẵng đã được mở ra và như trẻ của cuộc chi ly rất mong được chứng kiến những câu chuyện đầy nhân nghĩa như trường hợp của chị Lê Thị Trang. Vâng, câu chuyện của chị Trang hay lắm, chúng tôi ít thời gian quá cho nên chưa kể được hết ạ. Nhưng mà chúng tôi rất là mong những gia đình mà có người thân thất lạc khi mà chạy đoạn từ Đà Nẵng thì xin hãy chú ý để mà chúng ta có những cuộc đoàn tụ sau 35 năm. Thưa quý vị, và trong một giờ truyền hình trực tiếp thì đội tương tác VNC đã nhận được hơn 300 cuộc gọi đến và trong đó có hai thông tin mách bảo. Xin được gửi lại cho chị Thu Yên ạ. Kính thưa quý vị, như trên hài có cuộc chi ly số 32 với chủ đề trùng phùng xin được dừng lại tại đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trực tiếp trên sóng VTV1, VTV4, VTV9 đài truyền hình Việt Nam và trên tổ chức online. Chúng tôi xin được gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình Như Trời Có Cuộc Chi Ly số 33 sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 7 tháng 8 năm 2010. Và quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình này trên sóng VTV1 vào thứ Bảy tuần tới lúc 14 giờ và trên VTV4 vào thứ Bảy tuần tới cũng trên 4 giờ sáng và 12 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày 7 tháng 8. Xin kính chào.